Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý vị một mẫu đá canxit nhé. Đá canxit chuẩn hàng tự nhiên. Một mẫu đá canxit được khai thác trong tự nhiên. Độ thông đèn của canxit thì cũng rất chi là tốt quý vị ạ. Đây là đang quay ở ban ngày thì nhìn sẽ không thấy độ thông đèn nhiều, nhưng mà ban đêm thì sẽ thấy nó rất rõ. Độ thông đèn của đá cực kỳ mạnh. Canxit này thì nó không được cứng như thạch anh. Độ cứng của nó chỉ 3 hoặc 4, nó tương đương hơn thủy tinh một chút. Một mẫu đá canxit tự nhiên. Mẫu này thì có bề cao của đá này, chiều cao điểm cao nhất này là 20 cm, chiều cao là 20, và bề ngang có những cạnh 25-20. Khối lượng khá nặng, nặng 15,5 kg. Đá canxit chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Cái dòng này thì hay thấy trong các hang động. Các hang động thì là sẽ gần như các ở các núi có hang động là sẽ có canxit. Đấy, quý vị nào nếu muốn sưu tầm thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi để giao lưu. Khối lượng đá nặng là 15,5 kg và hiện tôi đang bán với giá là 550.000, đang thanh lý với giá là 550.000. Quý vị nào nếu có nhu cầu muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354099099. Sản phẩm chuẩn đá thiên nhiên tự nhiên, quý vị cứ yên tâm. Dòng này giá trị của nó không được cao cho lắm nên cũng không ai làm giả cả. Giao dịch mua hàng thì khách hàng chuyển khoản trước thì tôi sẽ bao ship, còn nếu không chuyển khoản trước thì sẽ phải thu hộ, sẽ mất phí, xin lỗi, nếu mà không chuyển khoản trước thì sẽ phải chịu phí ship. Viên này thì tiền ship hết khoảng tầm độ 70.000 rồi đấy, phí ship hết khoảng 70.000. Quý vị nào nếu mà không chuyển khoản trước được thì phải chịu mất thêm phí ship cho tôi. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên, phục vụ các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.